sau khoảng có 10 cho đến 11 ngày thì con và tập luyện thì kết quả những ngày có là có hài lòng không? Và nếu xét về bình diện chung thì cái điều gì mà ông cảm thấy hài lòng nhất và có điều gì mà chúng ta chưa hài lòng không? Sau 10 ngày chúng tôi tập trung vào hôm nay là có một trận đấu chính thức với một đối thủ rất là mạnh. Khi được tiên cơ hài lòng, thứ nhất là vấn đề về thể lực, em tương đối là đáp ứng được vấn đề về thi đấu trận đấu cường độ cao đấy. Thứ hai, tôi hài lòng là em cũng tinh thần thi đấu rất tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng phải có những vấn đề chúng tôi phải điều chỉnh và cố lại để xây dựng cho một trận đấu rất bổ ích. Thưa ông, cái nguồn cảm hứng từ tuyển Việt Nam thi đấu của ASEAN thì có ảnh hưởng như thế nào với các cầu thủ của U22 Việt Nam? Có giúp họ thi đấu và tập luyện sai hơn không? Nghĩ rằng có những bình luận nhưng mà không được thì chúng ta sẽ đấu cùng vào hết lòng của động lực với những gì mà U22 Việt Nam đã thể hiện, họ đã có làm đúng những cái tư tưởng, cái tư duy cho bóng của ông trong các buổi tập luyện. Nó mà để đáp ứng được cái yêu cầu của mình thì chưa, mà dù sao thì trong đội bóng trẻ cũng đã thực hiện tương đối. Thứ nhất là về vấn đề trong cái đấu pháp, về vấn đề thành tựu điều kiện không được hài lòng lắm này. Bóng đá Việt Nam bây giờ đang xây dựng cái đội đạt. Trong cái thời gian tới để chuẩn bị cho cái giải U22 Đông Nam Á, thì anh có kế hoạch là triệu tập một số những cầu thủ dưới U22 tuổi của đội tuyển quốc gia mà vừa tham dự Asian Cup về không ạ? Chúng tôi sẽ không tập trung những cầu thủ tuyển kia đây, cầm cho em đứt lâu dài, giúp cho các em làm sao có điều kiện để phát triển và trở thành một đứa kết thúc tạo điều kiện em được khỏi sang và thi đấu nhiều hơn nữa, và chúng tôi không tập trung những cầu thủ vào trong đội tuyển nằm trong đội tuyển. Cái nhưng mà trong đội tuyển thì có một số cầu thủ khá là trẻ, có thể thừa tuổi để chuẩn bị. Việt Nam bây giờ đang rất thành công với cái sơ đồ chiến thuật 3-5-2 và 5-3-2, thì theo ông thì đây cái sơ đồ này rất hay và cho thấy sự phù hợp của bóng đá Việt Nam, thì đây có phải là một cái chiến thuật khiến ông có thể tham khảo ở đội tuyển U22? Riêng cái chiến thuật 3-4-3 của đội tuyển đá, tôi đã vận dụng cái hệ thống này cách đây 2 năm. Cách đây 2 năm khi tôi còn là huấn luyện viên đội Anh Gia Lai, tôi đã vận dụng cái hệ thống này rồi. Nhưng mà khi mà xây dựng một cái lối chơi và một cái hệ thống thì phải dựa trên cái cơ sở là con người chúng ta có những cái gì để chúng ta xây dựng cái hệ thống chiến thuật, chứ không phải là mình áp đặt cái hệ thống chiến thuật vào con người. Mình có con người để mình xây dựng. Sau cái thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua thì nó có tạo ra cho ông chúng ta áp lực ở cái giải U22 sắp tới không? Tôi biết bản thân tôi thì báo về là huấn luyện trưởng không áp lực thì cũng đúng, nhưng thực sự đó là một cái điểm để chúng tôi phân đấu. Cái tiêu chí để xây dựng lối chơi mà ông muốn hướng tới cùng U22 Việt Nam với những con người mà ông đang có trên tay đó là gì ạ? Tiêu chí của U22 Việt Nam thì đối với tôi là làm sao phải xây dựng lối chơi thật sự chặt chẽ và cần có một kết quả. Thực ra thì trong bóng đá chúng ta muốn giành chiến thắng trước tiên phải chặt chẽ, phải tiếp tục chơi không có lực, và sau đó cũng nghĩ đến vấn đề tấn công. Còn sau một loạt những cái trận đấu giao hữu vừa qua thì ông có cho mình một cái đội hình, cái khung đội hình của đội U22 không? Có đến thời điểm này thì chúng tôi đã có 3 cái trận đấu. Thì đến những lúc này thì trong lòng tôi cũng đã định hình được cái đội hình